Dạ, ông Út ơi, vậy thì làm sao mà để tránh được cái đại nạn mai sau là Campuchia nó xâm chiếm cái miền Nam Việt Nam mình ông Út? Mong ông Út chia sẻ cho bà con được biết không? Nếu mà muốn tránh cái nạn Campuchia á, mà mình còn sống sót được á, thì nhờ có cái cảnh tu mà thôi, chứ không bao giờ mà làm sao mà nó khỏi tấn công mình hết. Nó có phải tấn công mà đâu không được thì nó cũng phải làm, nó là cái ý định của nó vậy. Mà mình nhờ con cái là mình tu hành thôi mới qua khỏi được cái cơn đó. Chứ còn không tu thì chạy không lọt đâu, bởi cái câu Đức Thầy nói rồi, mai sau nhiều cuộc cắt cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, chạy rồi mới lập cái hội long hoa tặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sắc tiêu đó. Bà con mình, tôi nhắc lại như vậy ra bà con mình nhớ, thì cảnh đó bà con ráng tu mới còn được qua cái cảnh giới đó, còn bà con không tu được thì không thể nào qua khỏi được cảnh đó. Như vậy là thầy nói là mà lao sao bể bắt non tằng, quân phiên tham báo Sài Gòn cũng qua, tức là như thế nào không? Cái đó nói là tần ban hậu hận tiêu diêu động, đó là tần nó khởi chiến tranh như mình bởi nói như vậy. Cái đó là nhất định nó phải qua đó, Đức Thầy cho biết như vậy là nhất định nó phải qua đó. Phải qua, nó quánh mình, tấn công mình đâu mà nó giành đất nước mình luôn, mà được giành thì không được rồi, chắc ăn 100%, 100% ngàn luôn, không thấy được. Mà nếu được á, người có tu hành mới qua khỏi cái nạn đó, chứ không có tu hành là không bao giờ khỏi. Bởi vì nhắc nhở bà con á, ráng tu là như vậy, nhờ cái thân mình chờ tới ngày lập hội, chứ mình không tu được thì nửa chừng mất rồi, không chờ tới ngày lập hội được đâu. Tôi khuyên bà con là có cái hữu ích tác dụng như vậy, bị bà con lo làm công việc này kia, bà con ít coi kinh giảng thì bà con không có nhớ tới cái việc đó, cái nó là quan trọng cho con người mình. Tiền bạc không thành vấn đề đâu, thành vấn đề á là cái thể xác mình, mà thể xác cũng chưa nữa, cái xác này phải bỏ, mà cái linh hồn nó mới là vĩnh viễn trường tồn, từ đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác, chứ cái xác này á, thì vẫn bỏ. Bị xác này là nó hoại dân rồi, nó không còn. Mà những người nào mà tu hành được á, thì xác này bỏ, cũng như mình thay cái áo này bỏ, mặc áo khác rồi. Mặc áo khác rồi. Mà con suy nghĩ cho kỹ cái chỗ đó đó. Bởi nó làm sao ta tu, tu được cái gì, làm được cái gì? Được chứ, được nhờ cái bản thân mình, cái linh hồn mình, cái kiếp đại đọa của mình, nó không phải sa vào địa ngục được. Đó là nó như vậy. Ở đây tôi chỉ nhắc nhở bà con gần xa, nhưng mà nhớ chừng như vậy mà để quay đầu tu hành cho sớm càng tốt, càng sớm là càng tốt, chứ không có gì. Chứ cái tiền bạc bà con giữ không được đâu, bao nhiêu tiền của cải bà con chạy cũng bỏ chứ hả? Người ta không tiền thì người ta cũng chạy, bà con có tiền bà con cũng chạy. Bây giờ những chứng cái u na ngoài đó bà con thấy không, lâu đài cũng bỏ cũng chạy, nhà cửa tan thành hết, chỉ còn người tu mới lại sống sót rồi. Ta cũng chạy vậy mà chạy tới nhầm cái cảnh của người ta sống sót được, nó không được tiền gì. Như vậy thì mai sau là những cái nạn tai nó dồn dập ha Quốc, như ba tiếng sấm nổ và năm chèo nó vậy đó Quốc. Tới trường ba sấm nổ á, tiếng sấm nổ đầu tiên á là chuyển động trong năm chèo, năm chèo hiện giờ cũng như ông đương ngủ quên đương ngủ với á, tới sấm nổ chuyển động ông giật mình thức dậy, ông xây chuyển với cù lao mới sụp, cù lao mới sụp. Rồi tới đó
Bởi thầy nói trong nhà mà vợ con mà sáng thức dậy đứt đùm không hay á, là cái chỗ đó là cũng như mình ngủ trong gia đình mình, mà từ sáng thức giấc vậy rồi không ai còn biết ai nữa, tự mình biết mình, vợ con chồng vợ con cái đều không biết, nhìn như kẻ xa lạ chứ không còn biết như hiện bây giờ. Để mới diễn biến lần đi tới cái lập đời trở lại, nếu người nào có công đức có phước đức thì được xây chuyển cho Phật, xây chuyển cho có người độ cứu vớt đưa đi cho tới ngày lập hội liên quan, chứ còn không thì không còn đâu. Bởi cảnh đó là hầm tha số bắc nữa, chuyển động là núi non gì rắn to tên gọi băng xa, trên rừng nó xuống nó tha dung trần đó như vậy. Mà ngộ có cái này nè, rắn to vậy đó, hầm dữ vậy đó, mà ăn người không tu, ăn người ác đức, người tu rồi nó cúi đầu, nó không dám đụng tới. Nó là vậy. Mới thành cho mình dám tu hành là nhờ cái thân sau mình. Tuy là mình bỏ cái xác này, chứ cái linh hồn mình còn vĩnh viễn, chứ không phải chết hết đâu bà con ơi. Thường thường ta nói chết hết, không phải vậy. Chết vẫn còn, cái xác này thì hết, cái xác này nó hoại bất cứ giờ nào. Nó bỏ mình ra đi, mà cái linh hồn mình á, là nó vĩnh trường tồn mình. Vĩnh viễn, mình làm tội ác với đài xuống địa ngục, bị khảo tra hành hình, nó muôn ngàn kiếp, không biết đào kiếp nào, và đào thai lên làm thú này thú nọ, chứ đâu phải mà lên được lại người đâu. Là nhiều lần tiền kiếp mãn thú rồi mới trở lại đạo, thai được lên người, mà người đó lần độn ngu khờ không biết. Nhờ có cái tu hành lại mới chuyển lần lần, mấy kiếp sau là được cái người khôn khéo. Dạ, như vậy thì cái đại nạn mai sau là Campuchia nó sẽ đánh vào cái miền Nam Việt của mình. Mà miền Nam Việt mình theo như bà con được biết là một trong những cái vựa lúa gọi là lớn nhất nhì của cái đất nước Việt Nam chúng ta. Mà tại sao nó lại đánh như vậy không Út? Cái này nó đánh không phải vô nó đánh giành tài sản, mà nó giành cả nước luôn á. Nó tính mua đồ của nó dành cả nước mình, độc lập nguyên cả nước này cả chị, chứ không phải nó vô cái khu vực đó nó quánh đặng mình dành cái tài sản của nó không đó. Thì mua đồ hai nước phiên tần đó, tóm thâu Nam Việt thì hồ phá tan. Hồ phá tan là hồ nào? Hồ Chí Minh, hồ Chủ tịch. Tuy hồ Chủ tịch mất rồi mà con cháu đời đời sau này vĩnh viễn trường tồn. Nó quánh trận đứng lại, miên thành không còn, xâm lấn mình được. Trời ơi, bà con ơi, lúc mà tôi đi Campuchia đó, ai chả hình đó hả? Ông Sải Cả, ông nói tôi, Út ơi, nước tôi vậy đó, chân lát nó còn có 6 người à. Nó, ông Sải Cả nói như vậy đó. Thì bà con mình nhìn thấy đó, ngắm nó còn được bao nhiêu. Mà tấn công này á, thì nó nhờ cái nước khác, Trung Quốc suối nó tấn công mình. Trung Quốc muốn đẩy nó đi, đang cho mình diệt nó cho hết, chứ còn trả lại thì Trung Quốc cũng diệt nó, đang Trung Quốc giành cái đất nước của nó. Mà bà con ráng tu đi, nếu tu được sau này đó hen, thì bà con thấy hội Long Hoa lập trả lại là cái nước nhỏ là tiêu cho mình, còn 18 nước lớn. Đó, 18 nước lớn đó, lát nó được công hiếu cho, công hiến hàng năm công lễ cho vua mình. Là thời đó là ông vua Minh Vương mình lên ngôi cai trị. Không phải là nó qua đây nữa, đánh công được, không có được. Cái này là màn trời đã sắp đặt như vậy á, nó mới tiêu diệt loài người. Lừa lọc những người tu hành chân chất thật thà ngay thẳng mới là còn lợi tới ngày lập hội hôm qua. Chứ gian ác này là
tiêu của cháu không có còn đâu. Dạ. Như vậy thì cái diễn biến hiện tại có giống như thầy mình đã tiên tri là khắp thế giới binh lương cổ túc không? Đức thầy nói khắp thế giới không phải nơi riêng về nước mình. Hiện tại bây giờ mình thấy một vài nước ngoài đó cũng là thế giới trên quả địa cầu này, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt vẫn hiu, bấy lâu nuôi dưỡng chắc chiêu, nay thành việc lập đời trả lợi, lập đời trả lợi là đời thượng cổ rồi đó. Ai mà được cái hội Long Hoa này mà còn được đó thì bắt đầu qua đời thượng cổ, sống sót lâu dài. Một người sống đó, ít nhất là cũng 80 năm trở lên, 80 năm trở lên chứ không dưới nữa. Bởi thầy cho biết 80 năm mới có 80 tuổi mới có con so. Ông nói ai sống được như 100 tuổi lão bệnh, 880 năm, 1800 năm chứ. Đời nó sung sướng, không lo mình hiện đời như đời hiện giờ. Bởi thầy nói cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo cuộc sinh nhai, ấy như mình ước thôi. Rồi bữa nay tôi muốn ăn đầu xào, muốn mặc cái gì đó thì đều có. Có cái cây nó ra lá, ra bông, ra dải, ra sồ, người nào thích mặc đồ nào thì là đó có đồ đấy, còn ước ăn gì thì có đấy, chứ không phải giờ mình mắc làm xào nấu này kia mới có ăn, không phải vậy. Với đức thầy cho mình biết rằng mình tu xong mà trở về cái đời đó mới được như vậy đó. Dạ. Yeah. Như vậy thì cái cảnh thảm khổ là sắp tới đây là đúng như những gì mà đức thầy đã tiên tri ha. Dạ. Yeah. Thầy nói là cha nọ bồng con vợ cốc quà đó ngốc. Thì cái cảnh khổ đó, đói đau á, chạy đi dồn dập thì cha mẹ vợ con đều cốc quà, cha thì bồng con, rồi không có cảnh khổ này. Bởi nó rất bằng sống vậy còn gì, trời ơi, tới đức thầy mà nói như vậy đó thì bà con thấy cái cảnh đó như thế nào. Ừ. Như thế nào mình đây hiện tại giờ thì ổn vậy đó, thấy nước đâu thì không có, ở trên Thái Lan nó đắp có đập thì nước xuống mình không có, vậy chân lát nữa nước lên khỏi nóc nhà xa lắm, khỏi lúc đọc dầu cái dầu đó bà con ơi đó. Ý bây giờ cái biển thì không có bao lớn đâu mà sống còn như vậy đó, rồi mà nước ngập thế giới này hết trơn á, rồi bà con thấy sống cả nào, nhóm ai còn không sống làm chi, đang mà tẩy trần cái đồ dơ quế trên thế gian này, tẩy hết, chỉ còn những người sống sót là dân thù Bồ Tát chèo thuyền rước đưa mình, đó là mới còn thôi, những người đó là còn, chứ còn không có là không có còn đâu. Mà không phải nước như vậy á được thôi đâu, nước hạ xuống thì chiều hạ xuống á, rồi lửa mới cháy nữa lần trời nữa, cháy xuống 3 tấc đất đó. Chứ không phải là còn không còn một cái mãi mai gì hết, trên thế gian này bóng láng hết, không còn một cái dấu vết dơ bẩn cỏ cây giống gì hết. Sau này cái cây nào, cái lại nào, bông nào có hữu dụng cho thế gian thì ân trên cho cây đó tạo hóa lên, còn nếu cây nào không có hữu dụng thì tiêu diệt. Những cây mà có gai gốc này kia thì lát không còn, tiêu diệt hết. Những cây không gai mà cây nào tốt đẹp thì cho hữu dụng đó. Lúc đó mình đi trên mặt đất này á, cỏ mọc lên cũng như mình trải tấm thảm vậy. Em nó muốn nằm lăn đâu cũng được hết á, muốn nằm đâu nằm, muốn lăn đâu lăn, không có đất cát, không dơ. Thì tôi nói đây á, thì những người mà tầm sâu xa vô á thì thấy
bà con á đâu nghe lời tôi cứ tôn phen ráng tu đi, lát nữa bà thân thấy liền, không bao giờ chạy khỏi đâu, thấy được cái cảnh những lời tôi nói đều có hết. Dạ thưa ông Út, thì Đức Thầy mình cho biết là mặt nước biển nô nhô lặng hợp đó Út, sao biển sâu quá. Đức Thầy nói mặt nước biển lô nhô lặng hợp, thảm thưa thương trần lặng hợp mấy phen, canh chày thổn thức đứng ngầm, thuyền quay chở gót Phật Đà Nam Mô. Phải nói nước biển là nước ở trên trần gian này, khắp thế giới này luôn, trên mặt này mình là không, cũng như mình vì danh lợi, vì đồng tiền, những người làm vì tạo đồng tiền ra, mà có người làm chân chánh, có người cũng tạo đồng tiền ra mà không làm chân chánh. Nhô lô nhô lặng hợp nói vậy, mình tạo cảnh có đồng tiền mà bà con nhớ này, tạo đồng tiền mà làm có nghĩa lý, đồng tiền đó nó còn bền. Mà tạo đồng tiền ra không có nghĩa lý, đồng tiền nó không bền. Bà con thấy là ví dụ là bà con chết, bà con thấy những người chết rồi có đem được gì không? Không, chỉ có cái linh hồn thôi, không có gì hết. Mà mình sống phải tranh đua hơn thua, từ lời ăn tiếng nói, từ tất cả mọi lời, tất cả mà như vậy thì không có trở gì đâu. Bà con phải tu làm sao kìa, nói tu á thì phải thực hành làm y như lời Phật dạy, chứ nói tu nói tiếng này tu tu không, chứ mà cái tâm tánh không có tu cũng không được, không phải tu không được. Tu là do bản thân mình hành, không phải bà con lại hoài nữa đâu. Cái lại là cái phần hình thức ở bề ngoài, mà bà con không lại là do cái tâm của bà con hành. Thấy người khổ, người này kia cản trở việc gì, đói đau, là bệnh hoạn, thì đó bà con giúp đỡ, cái đó là một cảnh tu của bà con, chứ không phải là bà con ngồi cúng lại hoài được. Bởi Đức Thầy nói tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau chí hiền tâm đức dùi lao, ra công lập kỹ thì thao ra dạng. Đó, như cái câu nói đó bà con xét lại coi, phải Đức Thầy nói mình khỏi cần lại còn quỳ, khỏi lại khỏi quỳ, mình ngồi mình tưởng Phật, cái cảnh nào mình giúp được cho bà con, cái gì để giúp, cái đó là cái tu, không phải lại không được mà tu. Bà con lại mà cái tâm bà con không có tưởng nó tới ta đau ốm tại ta, như vậy đâu phải tu. Bởi tôi nói thường thường nói câu mình ăn chay là ăn chay, không phải ăn chay tu, ăn chay mới biết tu không, chứ chưa phải là tu. Đó, như vậy khỉ nè, châu bò nó cũng ăn chay hoài, nó có thành được cái gì đâu, hay chưa? Khỉ do hầu mà nhăn nhướng, nó không nói mà gặp mình nhăn nhướng. Còn cái tâm mình ăn chay mà mình gặp người ta mình không thương mến, mà mình ghét cơ người ta. Ở trên đời này cái bàn tay còn có ngón ngắn dài, cái người tốt người xấu nó luôn trà trộn với nhau, mình phải gần gũi người xấu chi cho mình khuyên lên ngăn cản người ta. Nếu từ nào đối đế không được thì cái nguồn lợi của người ta chịu, chứ không có cái gì, chứ không phải mà thấy người ta vậy ghét bỏ người ta, như vậy là chưa phải là đứng tù. Dạ vậy thì ông Út ơi, cái những cái thảm khổ nó sẽ diễn ra trong nay và mai, rồi bà con niệm Phật có tránh được những cái chiến tranh dịch bệnh này kia không ông Út? Được, tôi thấy hiện tại rồi đó là tránh được dịch bệnh rồi đó. Đó, chứ mấy chiến rồi đó là không phải là thầm thường như hiện bây giờ. Hiện bây giờ là nó giảm 98% rồi, còn lúc mới khởi ra kìa mà tao vẫn bình thường, vẫn tiếp xúc bệnh người có bị virus, tiếp xúc đưa bệnh viện luôn mà tao đâu có sao, thấy không?
những người ăn chay là nó hay được cái đó, hay được cái đó, tránh nó cái vụ bệnh dịch hết. Thì vậy đó, bệnh dịch vậy chứ không phải người nào nó vô. Cái người chưa có cái tâm đức vô chi ra hành thể xác, đặng cho người ngoài thấy biết cái chuyện đó vậy vậy đó, đặng mà người giật ăn chay tu hành cho chín chắn. Chứ còn không thì nó vẫn hoành hành, mà hoành hành những người không có tu hành tinh tấn. Là nói vậy. Dạ, thưa bố, thì cái giảng xưa cho biết là 10 phần hết 7 còn 3 đó bố. Hết 2 phần. Đó, cũng như thầy cho anh biết trước là trên cảnh thế gian này quá đầy dẫy người ta. Hiền có, hung ác có. Bởi cái câu này, cái chỗ này là chỗ lừa lọc. Lừa lọc. 10 bất 7 thì còn có 3, Đức Thầy nói rồi đó. Rồi sao 3 không chừa 3 đi, phải bớt 2 nữa, còn 1 mới ra thái bệnh. Là tới giờ đó đó mới là được qua đời được cổ đó. Chỉ có 1 phần mà thôi. Dạ. Đó. Bây giờ bà con thấy không? Đó, bây giờ người ta đầy dẫy mà lát còn không có nhiêu. Đó. Chỉ còn những người mà tu hành chân chất. Còn tu lớn lớn cơ, cúng lại niệm Phật cái này kia lấy có thì cũng không còn nữa, chứ không phải nói tu có tu có niệm Phật mà được, không phải. Còn bà con nè, con cái này là được nè, một câu tới 10 câu. Nếu bà con nào mà cái tâm bình tánh tịnh lúc lâm chung niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tâm tánh không sao động, không có biến chuyển, không có tư tưởng khác, một câu tới 10 câu Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, bảo đảm với bà con. Bị Đức Thầy đã nói rồi, từ một câu tới 10 câu là đó như vậy. Mà lúc hành trình như vậy bà con không niệm được, làm sao tới lúc đó bà con niệm? Lúc bình tĩnh này mà bà con không niệm được, tới lúc lâm chung này nè, lớp mà là quỷ sứ bắt nè, lớp mà ma nó lợi khảo nè, lớp thấy sợ, ta chết quá, tâm tánh nào mình còn bình tĩnh là mình niệm. Đó vậy. Nhờ cái công đức hiện tại này, mình có lập trường sẵn có, thì giờ đó mình mới có niệm được. Đó là như vậy mới qua khỏi được. Dạ. Cái gì thì dịch bệnh nó có đang bùng phát trở lại không Út? Dịch bệnh này phải phát. Phát này đấy, lừa lọc mà. Lừa lọc. Đau bệnh này rồi cái nó hết cái bệnh này nó giảm xuống được 5, 70, 80, 90%, còn 1, 2%, có nó diễn biến qua bệnh khác, diễn biến bệnh khác rồi giảm bớt lần cái nó diễn biến gì khác, cho mình thấy nhiều cảnh như vậy đó, mà có người nào mà để chịu tu nó, đó là nói vậy. Bởi không tu thường khổ cũng ưng, và những người đó đừng trách, tới giờ đó học cái thang trời cái đất gì được. Nói, Phật trời sao không chỉ bảo thời bình này, Phật trời chỉ dạy mình, ra kinh giảng cho mình, mình không nghiên cứu để mình hành, mình làm cái tạo phước đức cho mình, mà mình không chịu nữa rồi, chờ tới tới việc rồi, ăn măng ăn năn thì cũng muộn rồi, không còn nữa. Đó là nói như vậy đó. Bởi tôi khuyên bà con có cái này, bà con nhìn kỹ sâu xa vô. Bởi Đức Thầy nói khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư, như vậy đó bà con. Những lời tôi nói bà con suy xét cho kỹ cho bà con hành đó. Cái lý tôi nói thì nó đơn giản ngoài, chứ mà bà con xét là cái lý ở trong nó hay lắm đó bà con ạ. Dạ. Thì mai sau cái nạn đại trận đại hồng thủy là nó nhấn chìm cái Sài Gòn luôn hả ông Út? Mà giảng sư cho biết đó là Sài Gòn gia đình ai ngờ đó, nước đâu mà chảy lỡ bờ lướt cây đó ông Út. Cái chỗ đó là thầy nói chỉ ám dụng có một chỗ đó là đi trước nghe. Mà nó gom lại thế giới này, nó gom lại là thế giới. Còn chỗ đó ngập chỗ đó không à, thì mình chạy chỗ khác. Mà dưới bằng mình ngập, mình lên núi ngập, ngập núi luôn rồi chạy đi đâu? Ngập luôn. Chạy đi đâu? Là kêu đại hồng thủy.
không còn cái chỗ nào mình trú ẩn rồi, không còn chỗ nào trú ẩn hết. Bây giờ mình thấy cây có núi non vậy, chân lá không còn, nó lúc cái chân hả, không còn rồi nhá, thì đâu còn chỗ nào mà trú ẩn, chỉ còn có trú ẩn chính thức là sáu chữ A Di Đà, còn cái nội như đó là trú ẩn được, còn ngoài ra không có gì trú ẩn nữa. Dạ quốc ơi, có một số vị cũng hỏi là bây giờ mình niệm Phật á, rồi giặc miên nó tràn qua rồi mình có bị nó giết hay không, hay mình làm sao quốc? Cái rồi hỏi miên chạy qua mình bị giết không? Bị giết. Đó. Bị giết, mình đương đầu không lại ở đâu, phải chạy. Mà những người nào mà có niệm Phật, có tu hành chín chắn là chạy khỏi, mà tu hành giả dối là kia cũng bị hết chăng à. Nó vượt mình tới chỗ đó vậy đó, rồi mình mới tấn công nó trở lại, thì tới nó về nước nó không còn có mấy nữa, tới nước nó không có mấy nữa, đó là nói như vậy. Nó phải vượt tấn công mình, mà vượt những người không tu hành đó, điển hình như tại Ba Chúc, thấy không đó, ở trong chùa Tam Bủ tại sao bao nhiêu người chết hết, mà ra ngoài có mấy người núp ở ngoài bụi cỏ sao mà còn trở là sống sót, chỉ có mấy người đó thôi đó, như vậy là mấy người đó ta có tu, ta biết như vậy là ở đây không ổn định, ai cũng tin tưởng ở chùa này có Phật cứu Phật giúp, mà trở lại những cái thời cuộc đó là lừa lọc chỉ những người cái tâm còn ác. Mình ở đây thì cũng chết, bởi có mấy người chạy ra khỏi chỗ đó thì sống, bởi mấy người đó nói á, sau này qua khỏi cái đợt mà Tam Bủ rồi đó, chùa Tam Bủ á, nó xuống không có mấy người, mình dân không, chỉ người đè cái đập nó cũng chết nữa, làm thinh đó đó chị. Phải cái thời cơ của nó đã giết mình. Đó là nó như vậy, mình không dám làm gì nó nữa, phải ngậm nó chịu chết vậy à. Chứ có mấy người lúc nó xuống chùa Tam Bủ đâu có nhiêu, bởi mấy người còn lại sống đó, ra ngoài trốn đó, không có mấy người theo ở trong chùa đó, nhào ôm nó đánh đập nó thì nó cũng chết mà không còn, mà không dám đứng đó chịu để cho nó giết, là cái số phần mấy người đó, tâm của người ta nó phải như vậy, phải chết. Dạ. Vậy thì ông Út là của Phật chùm mình tiên tri á, là chuột nằm đây chưa thấy khổ đâu, chừng đứt đít con dâu khóa cổng, vậy là đứt đít con dâu tức là năm dần này là phá cổng phải không Út? Cái chỗ này á, thường thường nó nói con dâu phá cổng á, là năm Sửu chứ không phải là năm dần. Năm dần là năm cọp, thấy không? Mà thường thường tao nói á, phải biết can chi, biết can chi là nó chính xác, còn không biết thì cà luồn bị 12 năm mà đảo lại, 12 năm nó đảo lại đó, phải biết cái can cái gì đó nó mới đi đúng cái chân dòng đó, trong phải không đúng. Cũng như là còn nói chỗ này nè, chuột kia đào ổ quá sâu, chuột kia đào ổ quá sâu à, cái gì lương gian nằm hay rõ trần gian rõ, ai đâu biết gì, đó là của thằng Trung Quốc phá mấy cái hang nó đó, nó qua đất nước nhà mình đó, nó ở dưới đó, nó chờ tới ngày trận mà nó trận chiến với mình đó, là nó tung lên là nó quánh mình có cái bàn đạp sẵn đó, đâu có hay, tới bây giờ mới là phát giác được, mà mình phá nó là mấy hang rồi, mà còn một cái hang này nha, ở trên đắp kính
mà ông chủ tịch nước mình không cho phá. Đại đó chế một cái loại đạn cái bơm nhắm ngay chân gì đó, chờ nó qua thì mình đã phá hủy đó, sụp cho sụp xuống là đè nó luôn đó. Là chính phủ mình, thủ tướng chính phủ mình nói như vậy. À, như vậy thì thầy mình cũng có tiên tri không Út, là chuột nằm đây chưa? Thầy có tiên tri á là khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay, đông tây trộn gộn chờ che sát, như vậy là thế nào? Nam mất đất trở thay. Đó là cái câu chuyện ta nói là lúc mà đại hồng thủy á, nước lên rồi lửa cháy đó, là Nam Bắc ê hề đất cho thay, là chiến tranh dữ lắm, chết không ai chôn, không có làm gì được, chỉ là đất che chở, còn đại hồng thủy che sát trôi ra biển trôi cho hết đó, là nó như vậy. Còn tới vụ mà qua việc chiến tranh đó rồi đó, tới nữa mới tới việc tẩy trần. Tẩy trần là nó đại hồng thủy nó dưng lên, nó dưng lên trên cao vậy đó, không còn gì nữa. Yeah. Không mới đùa đi rồi á, nước mà giật khô xuống á mới cháy nửa lần trời, nửa cháy liên miên á, mới cháy đó, mới cháy xuống đất. Có cái gì thì bà ơi, dưới này nó khỏi không? Cái đó là cảnh, nó là cảnh tẩy trần sạch hết, không còn một mọn nhơ dơ nào đó hết. Đó là nó vậy nha. Yeah. Thầy mình cũng có tiên tri nó là mai sau đứng trên mỏ ống két mà khoát nước rửa mặt đó, phải không? Có. Thầy nước thầy cho biết là nước lát nó dinh tới đó, bởi nó ngồi nghe chân mỏ ống két nó phát nước vô mặt đó, là nước lên tới đó đó, tới chót hương két đó, tới nghe chân mỏ ống két hiện ra. Mỏ ống két này nè, ông cho biết vậy đó nghe, tới lát nữa ông két này bay đó, trong lúc két bay đó, chứ không phải con nào mày đâu. Chừng nào mình tâm con kia này kia xuống tấn công bánh đồ hoạt đó, máu thấm vô nhiều, mới vỗ cánh bay lên, mới sạch nhà tan của nó không biết muôn ngàn nè. Đó là nói gì, bây giờ đó là nói như vậy đó, chứ không phải là yên định. Bây giờ thấy đa vậy đó. Dạ, như vậy thì là mấy ông cháu mình ở đây là khẳng định những lời tiên tri của thầy là chắc ăn 100% sẽ xảy ra. 100% phải có. Dạ, mà tại sao cô bác lại không tin không? Bởi nếu tin hết á, thôi mình nói đơn giản là một cái. Nó đơn giản, nó tắt cho mau nghe chút. Mày thấy cái bàn tay không? Không có nổi giống nào. Có khi con cháu trong gia đình mình mà đứa làm hiền, đứa còn hung ác. Mình nói có đứa nghe, đứa nó cũng không nghe. Cảnh trần này cũng như thế mà thôi. Cũng như thế mà thôi. Bởi vì có cái việc diễn biến tẩy trần, mà chết hết người ta, còn không bao nhiêu. Bởi nó 10 hết 7, còn 3 hết 2 nữa, còn 1. Nó mới ra Thái Bình là cái chỗ đó đó. Chứ nếu nó nghe như vậy, nghe hết tu hành hết, thì lát nữa về khỏi thì không còn làm. Còn thôi lập đời mới rồi, còn sống sót tại thế gian. Chỉ là cuối là mai sau là Campuchia nó sẽ quýnh Việt Nam mình nhiều lần. Với đoạn giảng của thầy là mai sau nhiều cuộc đất cài hay không chính? Dạ. Đó, mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lâu đài không xa thôi giờ. Diễn biến lại cũng như Omina đó, nó hay tắt vậy đi. Nó là nói vậy đó, bỏ bỏ trống rỗng, không có canh tác, không có làm. Cứ chạy nhà cửa đâu còn quan trọng. Chỉ sinh mạng mình mới còn sống mà không. Đó là nói. Ông Út có lời nào nhắn nhủ cô bác để tu để qua cái đại nạn này không? Nếu cô bác, anh chị em, tất cả trên thế gian này, nếu người nào mà mở cái clip này ra coi á, có hảo tâm á, nghe, thì dán chia xét nghiên cứu cho kỹ rồi niệm Phật mau mau đi, chứ không có xa lắm đâu nha bà con.
không có xa lắm đâu đó. Con hay tôi nói thiệt một con, tôi sẽ không dám nói là nó sát quá, nó cận quá cái ngày tháng năm đó chứ thôi tôi vẫn biết tới đó. Mà giờ không dám nói đâu bà con. Cảm ơn Út nhiều nhé. Cuối hay gì kết đời cốt.